Chúc mừng sinh nhật con gái lớn Phạm Mai Phương nha. Năm nay 7 tuổi, năm 2023. Đứng dậy nào. Rồi, rồi, bật nha. Rồi, đây. Nào, chuẩn bị thổi nến. Ôi, giỏi gái quá, thổi hết nến đây này. À, hết chưa? Rồi, thổi tiếp. Rồi, còn mấy cái, thổi tiếp. Rồi, hoan hô. Bật quan đi. À, xin gái của anh. Đấy. Nhật cũng đập một mình thôi.